anh ơi, anh đi sớm không anh? Đi chứ, nhưng mà nhà tôi xa lắm, chú em có đi được không? Xa là ở đâu? Anh đi tới Cà Mau không? Ừ, chú em giỡn hay ở đây Cà Mau rồi, đi Cà Mau gì nữa. Nhà tôi á là cách đây khoảng 50-60 cây á. Trời ơi, có 50-60 cây à, chuyện nhỏ như con thỏ. Lên đi, em chở cho. Rồi, đi, đi. Trời đó, bảo hiểm vô. Trời ơi, chào lên, em chở cho. Rồi, 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 chắc nha. Rồi, rồi. Ở chú em, chú em, chú em. Thôi, chú em ngừng này cho tôi xuống đi. Ủa, chưa tới nhà mà. Ừ, tôi ghé đây được rồi. Tôi mua ít đồ. Ủa, gì hả? Ờ, cho em tính tiền cho tôi luôn đi. À, thôi, dựng đây em lấy anh 299 ngàn thôi. Trời, sao không lấy chẳng 300? Anh không biết gì hết trơn. Đó là chiến thuật của em á, 299 ngàn, nghe nó rẻ hơn 300 ngàn. Trời. Nè, tôi bỏ thêm cho chú em đó. Anh bỏ cho em 201 ngàn luôn hả? Đâu, bỏ 1 ngàn là 300, chú em thối tới 200. Trời ơi, công nhận anh bo sợp ghê luôn á, bo tới 1 ngàn rồi. Để như nó thấu. Đây, 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 200. Thôi, để em thối anh luôn 1 ngàn nè, để mất công người ta nói em lấy tiền của khách nhiều nữa. Ờ, tôi cho chú mà. Thôi, 299 ngàn à. Rồi, cảm ơn chú em nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Mốt có đi đâu nữa liên hệ em nha. Cảm ơn anh. Đó là anh nha.